Dạ em chào chị. Dạ em xin phép chị vài phút được không ạ? Dạ em tên là Thùy Vi. Bên em hiện nay có khu dân cư mới á chị. Dạ em tư vấn thôi à. Có gì đâu mà chị chửi em dữ vậy. Dạ rồi, dạ xin lỗi chị. Ai chửi con vậy? Con giới thiệu nó mua mà nó chửi con vậy đó hả? Con gọi lại cái số đó đi, ba chửi nó cho con coi. Hả? Thôi ba không sao đâu mà, cái này công việc của con mà ba. Con cũng mới nữa, không sao đâu ba. Chi cho cực gì không hiểu nữa. Ba đã nói rồi, ở nhà đi, ba làm ba lo cho. Không chịu. Nè ăn miếng nho nè, ba rửa sạch sẽ rồi đó. Thôi ba cất đi, con chưa ăn đâu, con đó chưa đói. Dạ. Dạ em nghe nè. Dạ. Trời đất ơi, sao kịp chị? Đâu được, em mới mà, sao chạy danh số được. Dạ rồi, để đi ra liền. Dạ em ra liền. Dạ rồi. Con đi đâu vậy? Hả? Ba con đi làm cái. Đây nè, coi mấy cái này đi nghe không? Đây nè, thấy chưa? Đó, cô coi đi, cái mối quan hệ của cô rất là nhiều, cô quen biết người ta nhiều đó. Cô cứ giới thiệu, tôi cắt quay hồng cao cho cô. Gái tôi nó sẽ giảm phần trăm cho cô, khoảng giảm 10% đó. Cái này, cái căn hộ này có 1.7 tỷ căn à. View ven sông. Trời ơi, cái view nhìn nó đẹp. Thôi dẹp. Trời ơi. Nụ ơi nụ. Trúc, khách hàng tiềm năng kìa. Tiềm năng cái gì? Trời, tôi sợ con này lắm, tôi nói chuyện nó hơi tôi bệnh á. Nụ. Thôi tôi đi về. Ê, ủa? Trời đất, trùng hợp quá vậy. Chú, muốn bán được hàng phải nhẫn nhịn khách hàng. Ủa bán cái gì mà nhẫn nhịn gì vậy? À, chị nói khách hàng á cưng, uống gì? À, cho em nước ca. Rồi, đợi xí ha. À, nói chung là như vậy nè cô Linh ơi. Dạ. À, chúng ta là cũng là hàng xóm láng giềng với nhau. Thời gian vừa qua thì cũng có xảy ra lục đục rục rịch xích mích với nhau. Dạ không có gì. Chứ trời ơi, nhưng mà hôm nay tôi thấy rõ ràng cô rất là đẹp nha. Hôm nay mặt cô đẹp ngộ lắm luôn, sáng rực đó. Người ta mà nói cái gương mặt mà nó sáng lên là sắp gặp những cái điều gì mà gọi là rất là đẹp xảy đến đó. Nhất là cái mụn ruồi nè, trời ơi, nhìn vô cái mụn ruồi là tự nhiên thấy nguyên cái sườn răm mặn, sườn non kho, ba loại chiên giòn, thịt kho tép, gà kho xào gì đó. Có nghĩa là mụn ruồi này là mụn ruồi sẽ được ăn những món ăn ngon không đó. Hiểu không? Đó, thịt kho đậu hũ nè, lòng gà xào hành kìa, đó, thấy không? Là nãy giờ chú đọc cái bạn đó. Đọc cái bạn đó đó, nhưng mà cái lòng gà xào hành nó đừng có ăn nhiều. Ăn nhiều quá nó bị cholesterol á, hiểu không? Có liền bị mỡ trong tim đó, hiểu không? Trời ơi, công nhận chứ đứa hôm nay trời ơi dễ sợ. Trời ơi, chú đứa con đẹp chẳng khác nào mặt trời mà mọc ứng tay á. Mà cái mũi cô sủa phải không? Chú, con điên vậy đó. Bởi vậy tôi nói cô nghe, cái gương mặt cô nó sáng sủa như vậy là sắp có một cái việc rất là may. Tôi giới thiệu cô cái này, cô nên mua cái này để mà cô phát triển thêm về tiền của tiền bạc đồ của cô. Mua cái gì chú? Mua nhà đi, bỏ tiền ra mua nhà. Đây cô xem đi, view rất đẹp, ven sông, sông rất sạch. Đó, đứng ở trên nhìn xuống sông nó đẹp lắm. Lâu lâu có một chiếc đò ngang nó bay ngang. 1.7 tỷ một căn. Tôi sẽ nói với người thân của tôi là sẽ giảm cho cô 10%. À, người thân chú là anh Vi hả? Là nãy giờ chú dắt con đi vòng vòng khen con quá trời khen. Cuối cùng Hiểu không? Mua nhà đi. Hiểu ơi, con mua. Trời ơi chú, tiền ăn con còn không dám ăn, con còn phải nhín lại để sắm đồ hiệu, sắm đồ đẹp, làm đẹp mà chú nghĩ sao con đi mua nhà?
Công trình nói từ nãy giờ mà không mua hả? Bởi vậy người gì đâu hết trơn không có hiểu được cái tấm lòng người ta này kia nọ. Bởi vậy làm sao mà thằng Tùng nó thương cho được. Nè chú, không có duyên dùng chú chứ. Chú mày là không có duyên có dùng gì hết trơn á nha chú. Sao? Nha, cái chuyện con không mua nhà không có liên quan gì tới anh Tùng. Tự nhiên chú lên Tùng như đây, con không mua nhà chú, tự nhiên chú lên Tùng như đây. Nè đừng có quạo quọ nghe, nói gì nói tôi cũng đáng tuổi cha chú nghe. Chú Lên, em bình tĩnh đi. Chú Đất hồi trước giờ vô duyên em biết mà đúng không? Chú muốn bán được hàng á, phải nhẫn nhịn khách hàng, hiểu chưa? Uống nước cam đi. Thôi xin lỗi mà, lâu lâu rồi ghi nó có cái này, có kia nó nọ. Bây giờ nói cho cô nghe. Cô Linh mua cái căn hộ này đi. Tôi hứa với cô Linh tôi sẽ tìm cách tôi tác hợp cô Linh với cậu Tùng. Tôi nói thiệt á, cậu Tùng là người rất tốt, một người đàn ông đầy bản lãnh, một người đàn ông đầy trách nhiệm. Tức là nếu mà mua cái căn hộ này, tôi sẽ giới thiệu cô Linh với cậu Tùng. Trời là chú giúp con nó vô, giúp hợp tác hai người với nhau. Thiệt hả chú? Thiệt. Trời, thiệt hả chú? Chú hứa nha. Hứa mà. Nhưng mà con tự làm được. Cái chuyện mà tiến tới danh Tùng là con có kế hoạch của con rồi nha. Cái chuyện đó con tự làm được. Còn nhà của chú thì con không mua. Không mua thì thôi. Lớn tiếng ra vậy? Lớn tiếng ra là sao? Trời, trời ơi, gì kia con vậy? Vậy á? Nè. Vậy giải trời cho. Không bán được căn nào hết. Ê, lên. Ê, nước cam lên. Thằng trời trời cho không bao giờ mà đến được với thằng Tùng. Gai vô duyên. Ly nước cam sao? Chạy theo kêu nó trả chứ sao. Thôi chú uống đây chú trả con. Trời đất ơi gì kỳ đó, bán không được căn nhà nào hết đây nè. Tội nghiệp con gái nè, cho nên mới giác thân mà đi bán, mà bán không được một cái nào hết trơn. Trời đã bị trúng chửi nữa. Từ từ đi, uống ly nước cam vô mát mát là bán được à. Tội nghiệp nó lắm. Nhiều khi người ta đưa cho nó một cái danh sách điện thoại gì đó, số đó, cái nó gọi nên nó giới thiệu nó bán nhà bán đất này kia nọ này. Nó bị cái người chủ máy bên đầu dây bên kia người ta chửi nó quá trời quá đất luôn. Người ta nói người ta không quan tâm hay cái gì cái nọ. Trời đất ơi, mà nó cũng phải ráng nó ngậm bồ hòn nó chịu đựng chứ biết làm sao. Thôi bây giờ con nói chú nghe nè, mình không có cần phải nai lưng ra bán từng căn hộ cho ông Vi, mà bây giờ mình phải lên cái chỗ con Vi làm việc á, mình làm thân với mấy người làm việc chung với nó. Rồi người ta vui vẻ thì người ta mới quan tâm, cứ thoải mái với con Vi thì con Vi nó dễ thở hơn, chú hiểu không? Tôi nói cho chú biết nha, lần này là lần thứ hai rồi nha. Không phải chú có con là nhân viên ở công ty này rồi chú muốn ra là ra, muốn vô là vô, muốn đến là đến, muốn về là về nha. Cảnh cáo chú lần này nữa thôi nha. Mời chú về. Tôi cần mua 12 lô đất Địa Long. Chú nói gì? Đừng nhìn tôi với cặp mắt đông lịa như thế. Con có lỗi quá. Thôi mà. Con có lỗi quá. Sao này đánh vậy? Con có mắt mà như mù á. Thôi để con móc con mắt ông luôn đi. Thôi, mày đừng làm tao tù quá mày ơi. Mày nè, không biết thì tôi không có ai chấp nhất hết trơn á, hiểu chưa? Cảm ơn. Xin miệng sau này nhớ chú ý quan tâm giúp đỡ cho con Vi nhà tôi là được rồi. Ủa bên nào vậy chú? Trời trong con Thùy Vi đó. À, Thùy Vi phải không? Được rồi, chú yên tâm. Rồi. Để con. Cảm ơn chú em mày trước. Con sẽ trông chừng em nó. Rồi, cảm ơn chú em mày trước nghe. Rồi, chú ngồi nha. Trời, mấy đứa này chưa đi làm. Trời ơi, nó nhanh như cưng. Có khách hàng. Dạ. Khách hàng thân thiết. Dạ, em chào anh. Dạ. Nè, tôi nói cho mấy cô nghe. Nghe, con gái tôi nó cũng cỡ mấy cô nghe.
Tôi coi vậy tôi cũng đáng tuổi cha tuổi chú nghe, mà nghĩ sao mà kêu tôi bằng anh ngọt sớt vậy? À, dạ, tại vì là sếp của em dặn á là bất cứ một khách hàng nào vô đây, cho dù là lớn hay trẻ gì thì tụi em cũng phải xưng hô là anh với em, để mà cho khách hàng của mình lúc nào cũng thấy mình tươi trẻ nè, rồi thể hiện cái sự lịch sự và thân thiết đó anh ạ. Ê, lịch sự thân thiết gì? Ai thích kêu bằng anh là kêu, còn tôi thích kêu bằng chú à. Ở đâu đâu phải cứ tôn ti trật tự mà sếp nào gì kỳ cục vậy? Ở đây cả một cái cơ quan, một cái công ty, cái bộ bi ôm sao mà vô mà kêu bằng anh? À dạ dạ thôi được rồi, nếu như mà chú không muốn á thì em kêu bằng chú ạ. Dạ. Gọi bằng chú á. Dạ. Vậy đi. Cảm ơn em. Dạ. Tại mày nha mày. Tại mày á, mày làm cho tao hết hồn tao mới gọi kia. Cảm ơn em nha mày. Chú muốn dùng gì ạ? À? Dạ công ty của con là cái gì cũng có hết. À, tất cả các loại trà nè. Trà sen rất là tốt cho những người mà bị bệnh về tim mạch đó chú. Ôi trời ơi, dạ. Phúc phần cho tôi quá. Dạ thôi bây giờ là mình bắt đầu vô công việc luôn chú ha. Dạ, dạ cho tôi hỏi chứ Vy nó ở đâu rồi? Hả? À, nó làm việc ở đây, nó làm ở đâu? Nó làm chuyện gì? Vy nào chú? Vy gái tôi đó. Dạ. Vy mới vô đó. À là Thùy Vy là con gái của chú đó hả? Trời ơi, tụi con đâu có biết đâu. Thiệt ha, Vy á là tốt phước lắm mới có một người cha như chú đó. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. Trời ơi, dạ. Ê, nếu mà vậy thì nó làm ở đây có gì chú ý đến nói giùm nghe. Trời ơi, chú yên tâm. Đây không ai dám làm gì Vy đâu mà chú sợ. Ai mà muốn mà ăn hiếp Vy phải không? Bước qua xác chết của con. Ê, ba đi Vy. Trời ơi, anh Tùng ơi, thời tới rồi, khách hàng tiềm năng mua một lúc 12 lô đất biệt thự. Anh sao vậy? Ủa, mua 12 lô đất luôn hả chú Đức? Ủa tiền nó bao nhiêu vậy? Thì ba nói đại vậy. Trời đất. Thì phải nói vậy mới vô được tới đây ai chứ tôi thằng này đâu cho vô. Cái gì? Thì ông mượn cái cáo mua đất. Ông trà trộn vô công ty ta hả? Thôi mà nhỏ giọng lại đi, cái tướng nhỏ mà sao có giọng cao hơn cái tướng vậy? Tại ông mượn cớ ông làm có sếp là sao? Mày nói ai trà trộn hả? Ba thôi, trời ơi ba ơi, cái này là công ty của con mà, con mới vô làm nữa, ba làm vậy chắc con bị đuổi việc quá. Thì tự vì con mới vô làm ba sợ ma cũ hiếp ma mới, nhưng mà đâu có về đâu, ai cũng thương con hết. Tôi xin lỗi hết tất cả mọi người. Tôi xin lỗi ông bảo vệ. Con cháu thôi xin lỗi vậy. Chú Đức nè, trong công ty này có chuyện gì xảy ra với Vy còn có con, chú yên tâm. Có tình yêu thương của ta và cha sẽ mãi mãi trêu trẻ, may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Na 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 na